chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm ngày hôm qua, khu vực vùng núi phía Bắc Bộ vẫn có mưa nhỏ rải rác với lượng không nhiều và nền nhiệt độ trên toàn khu vực tăng nhẹ nhưng vẫn còn duy trì ở mức thấp là từ 16 đến 19 độ ở khu vực Đồng Bằng và Trung Du và từ 13 đến 16 độ ở khu vực vùng núi. Đêm qua và sáng sớm nay trời rét, mưa trên khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên vẫn còn xảy ra rải rác, tuy nhiên lượng mưa đo được trong đêm qua không lớn, nên nhiệt độ đêm qua dao động phổ biến từ 20 đến 23 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ít thay đổi và khá hanh khô. Các địa phương nằm dọc theo các cửa sông, sáng sớm có sương mù nhẹ. Các tỉnh Tây Nguyên về đêm trời rét với nhiệt độ dao động từ 16 đến 19 độ. Thời tiết chi phối phần phía Bắc lãnh thổ vẫn là khối không khí lạnh đang trở nên ấm và ẩm hơn. Hoạt động của dòng gió Tây trên cao khiến bầu trời âm u suốt cả ngày như ngày hôm qua đang bắt đầu suy yếu. Chính vì vậy, sang đến ngày hôm nay, mưa đã giảm đi ở khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Về trưa thì mây mỏng dần và nhiệt độ có xu hướng tăng lên. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở Bắc Bộ phổ biến từ 20 cho đến 23 độ. Tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ thì có nhiệt độ cao hơn khoảng 2 độ. Về đêm thì nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ dao động từ 16 đến 19 độ. Còn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ là từ 19 đến 22 độ. Trời chỉ còn rét vào sáng và đêm, ban ngày tiết trời khá mát. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nằm trong đới gió Đông Bắc bắt đầu hoạt động yếu dần, đồng thời thì luồng gió đông trên cao không còn mạnh mẽ. Ngày hôm nay thì mưa có xu hướng giảm đi ở các địa phương thuộc khu vực nói trên. Mưa chỉ còn xảy ra với lượng mưa không lớn từ Huế cho đến Khánh Hòa. Do mưa giảm nên nhiệt độ ngày hôm nay tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Ở các tỉnh từ khu vực Quảng Ngãi trở ra thì nhiệt độ phổ biến dao động từ 21 đến 29 độ và các tỉnh từ Phú Yên trở vào có nhiệt độ dao động từ 23 cho đến 32 độ. Thời tiết tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục ít mưa bởi đây đang là thời kỳ mùa khô. Ban ngày thì trời tiếp tục có nắng với số giờ nắng cao nên tình trạng khô hạn trên khu vực ngày một gay gắt và chưa có khả năng được cải thiện nên nhiệt độ ít thay đổi so với 24 giờ trước. Tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên về đêm trời rét với nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 19 độ. Dự báo xu thế trong 48 đến 72 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục suy yếu và biến tính thêm nên thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng ấm dần lên, còn tại các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ giảm mưa, còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến đổi. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần dự báo chi tiết cho từng khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi từ 13 đến 15 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất ở phần phía Bắc là từ 24 đến 27 độ, còn phần phía Nam là từ 27 đến 30 độ và nhiệt độ về đêm là từ 20 đến 23 độ. Tại khu vực Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Tại khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Tại khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 29 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ dao động từ 26 đến 30 độ. Thưa quý vị, như vậy là các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, còn tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa, phía Bắc có nơi có mưa vừa, còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.